Ở chapter 1116, Sengoku không thể nào ngừng ăn những cái bánh gạo lại. Đây là một phản ứng cho thấy điềm báo từ Gap, một người bạn rất thân của ông. Chào mừng các bạn đang quay trở lại băng hải tặc Bình Red. Gap tấn công Hachinosu để giải cứu Kobe, người mà ông cho là sẽ thủ lĩnh của hải quân ở trong tương lai. Nhưng mà đổi lại thì Gap phải nằm xuống trận chiến này. Đau lòng hơn cả, người khiến Gap bại trận lại chính là người học trò cũ Kuzan. Từ kỹ thuật chiến đấu, tư cách đạo đức thì Kuzan đều kế thừa của Gap. Cái này khiến cho người ta không khỏi xót xa dành cho thầy ông nội. Rồi ai sẽ dẫn dắt những người lính hải quân trẻ tuổi sau sự kiện này đây? Chúng ta đừng quên rằng còn có Sengoku và Choru. Họ là những hải quân kỳ cựu với rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng thời đại với Gap. Roger không chỉ nhắc về Gap là đối thủ xứng tầm để truy bắt mình, mà còn có cả Sengoku. Nhưng quan trọng hơn là tin tức về Gap hiện giờ ra sao, đã chết hay vẫn còn sống, hoặc đã được cứu bởi ai đó. Mình tin rằng với các dữ liệu mình cung cấp và phân tích sau đây liên quan đến Sengoku, thì các bạn có thể tìm thấy được phần nào đó câu trả lời cho cái kết của thầy ông nội Gap. Đừng quên pha một cái ly cà phê rồi ngồi xuống đây nghe các phân tích anh em nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em vì luôn dành ra chút thời gian quý báu của bản thân để xem video của mình mỗi ngày. Giờ thì let's go thôi nào. Sengoku rất hiếm hoi xuất hiện trong các sự kiện gần đây của One Piece. Ông được mệnh danh là dê vàng trong hàng ngũ của hải quân, từng nắm vị trí thủy sư Rob trước khi mà từ chức. Tuy nhiên câu chuyện từ chức của các hiền thoại này vẫn không dễ dàng một chút nào. Ở chapter 594, khi mà Sengoku đến gặp công từ chức thì nhận một phản hồi rất giống với Gap. Cụ thể công yêu cầu Sengoku thay vì rời bỏ hải quân để ở ẩn thì hãy tiếp tục làm tổng thanh tra hải quân, một công việc nhàn hạ không vận động quá nhiều. Chuyện này có đơn giản như vậy như ý đồ của công hay không? Công còn nói thêm rằng việc hai người gánh vác tiền tuyến hải quân từ thời đại Roger rời bỏ vị trí của mình, đây sẽ là một tin động trời. Nó cho thấy được hai hiện thoại này có sức ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần công lý của hải quân trẻ tuổi. Nhưng giờ thì mọi thứ đang đi một chiều hướng ngược lại so với mong muốn của công. Như chúng ta đã biết, Rau đang muốn sử dụng Kobe, người đạt danh hiệu anh hùng trong sự cố cảng Rocky để lấy sự công nhận của chính phủ đối với Hachinosu, biến hòn đảo hải tặc vô pháp thành một quốc gia liên kết. Một khi Rau đang đã muốn thì hắn sẽ lên mọi kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình. Gặp bài trận Hachinosu thay thế Kobe lại trở thành một điều kiện trao đổi bé bở hơn nhiều, vì tầm ảnh hưởng của huyền thoại đời đầu rất khủng. Như công đã đề cập, sẽ là một tin chấn động. Nếu chính phủ ngỡ lời Gap, việc đơn từ chức của ông sẽ tạo nên một sự hỗn loạn mới trong hải quân. Tinh thần chiến đấu của họ sẽ không còn ở trạng thái mạnh mẽ nhất để chống lại hải tặc, không thể nào làm việc cho một tổ chức qua cầu rút ván kiểu như thế. Chính phủ phải đứng giữa hai lựa chọn, việc lấy đơn từ chức và không liên quan gì đến Gap, họ sẽ chấp nhận điều kiện của Rau Đen công nhận Hachinosu. Họ bắt buộc phải lựa chọn, nếu đồng ý cứu Gap thì có thêm lòng tin của hải quân, nhưng một mối đe dọa mới là băng Rau Đen. Còn nếu từ chối Gap thì hải quân sẽ trở nên mỏng hơn, nhảy khí giảm sút. Dựa trên những gì được thấy trong giai đoạn gần đây, chính phủ đang có được trong tay của mình vũ khí cổ đại Uranus. Tiến sĩ Vergeben đã xác nhận rằng chỉ có nó mới đủ khả năng sử dụng hỏa mẫu mà ông tạo ra, số sổ Lulucia trong một phiên bản. Với sức mạnh kinh hồn của mình thì chính phủ dường như sẽ không chấp nhận cứu Gap, bởi vì họ chẳng hề sợ bố con thằng nào nữa. Lần ngờ thì băng Rau Đen sẽ là con mồi tiếp theo, chỉ cần một nã thì Hachinosu sẽ trở thành bình địa. Ngoài ra thì các bạn cũng thấy được chính phủ gần đây đã cho một đội quân tinh nhuệ bí ẩn của mình ra trận, là các thánh hiệp sĩ. Đội quân này 38 năm trước tại Goverlay đủ sức để có thể chống lại với những hiền thoại khi đó là băng Rock cùng với băng Roger. Thật không thể tin nổi là chính phủ lại xô đội quân có sức mạnh lớn đến như vậy mà chưa bao giờ tiết lộ. Chỉ đến giai đoạn gần đây khi mà quân cách mạng tấn công thánh địa Medenjoy, Hiệu Đà mới công khai. Tiềm lực quân sự khủng bố thế này thì chính phủ cần chi đến những hải quân yếu kém rồi bỏ tổ chức để theo Gap đúng không nào? Và huống gì giờ IKN mới là thủ lĩnh của hải quân chứ không phải là Sengoku. Người đứng ngủ lối tên đời bạc với niềm tin công lý tuyệt đối, chiến hoặc là chết. IKN sẵn sàng ra tay giết những hải quân sợ hãi trên chiến trường. Cả Kobe, City cũng bị giết khi mà yêu cầu dừng cuộc chiến Marineford. Không có xanh tóc đỏ thì chú bó hồng cũng đã xanh cỏ. Đặc biệt hải quân đang có thêm viện trợ là những Seraphim thuộc quyền kiểm soát của họ tại Thanh. Nếu như loại bỏ được bên này thì sức mạnh quân sự của họ là tuyệt đối, bọn này còn sánh ngang hoặc là hơn Thất Vũ Hải. Chỉ có hai con như là Ad-Hoc, Ad-Nath thôi mà đã khiến cho Amazon Lily rơi vào trong bế tắc thì quả thực rất kinh khủng. Dựa trên các dữ liệu về sức mạnh quân sự của chính phủ hiện tại, mình tin rằng họ không thể chấp nhận với Rau Đen để công nhận Hachinosu là một quốc gia đồng minh. Đồng nghĩa Gap giờ đây đã hết giá trị lợi dụng với Rau Đen. Vậy thì giữ Gap trong tay có giá trị gì hay không? Nếu không thì Gap sẽ chết. Hãy sâu chủ là nhân cách của Sengoku để tìm ra được câu trả lời thỏa đáng nhất anh em nha. Sengoku và Gap là một đôi bạn rất thân trong hải quân. Họ dường như gia nhập cùng thời điểm, cùng phát triển để trở thành những trụ cột trong hải quân thời đại trước. Họ cùng nhau thành lập một tổ chức gọi là SWORD, mà Gap lẫn Sengoku đều là thủ lĩnh của tổ chức này. Điển hình như vụ Sengoku cho Rocinante tra trộn vào trong băng hải tặc Don Quixote với danh hiệu là Corazon để điều tra những hành vi xấu xa của Doflamingo. Tất cả mọi thứ để thu thập chứng cứ, những chuyện làm ăn phi pháp của tổ chức CP0 với Doflamingo ở thế giới ngầm. Điều này ám chỉ một phần nào đó niềm tin của Sengoku vào trong chính phủ đã bị lung lay.
mà người ảnh hưởng ông ta nhiều nhất không ai khác ngoài Gap. Kể từ trận chiến của Fly xuất hiện trong chapter 1096, Gap đã không ưa gì Thiên Long Nhân và chính phủ. Khi mà Com triệu tập được thì ông ta chẳng bằng tâm. Khi nghe đến sự xuất hiện của Roger ở đó thì Gap mới tức tốc lên đường. Sengoku và Gap thậm chí còn chống lại Shiki tại Marineford. Cuộc chiến này căng thẳng đến mức khiến cho một nửa tổng bộ hải quân bị thiệt hại, cho thấy được họ cười vai sẽ cánh chiến đấu với nhau, chiến đấu như những người bạn thân. Sự xuất hiện của Roger đã khiến mọi thứ bị xáo trộn và đến giờ thì chúng ta vẫn chưa biết giữa Gap và Roger có mối quan hệ gì khác ngoài kẻ thù trên biển nữa hay không, bởi vì họ đều đến từ biển Đông. Gap đã bí mật nhận nuôi Ace mà không cho Sengoku biết. Điều này làm cho ông ta cực kỳ phẫn nộ. Cả việc Gap nhận nhượng Luffy để cho cậu ta đấm trên đại hành quyết cũng làm Sengoku rất tức giận. Suy cho cùng thì Sengoku vẫn hiểu được tâm ý của Gap, hiểu được bản tính của Gap là một người tốt bụng và tôn trọng quyết định của ông ấy. Thậm chí cả khi mà Gap dự định đấm Akainu trả thù cho Ace thì Sengoku cũng cản Gap lại bằng cách là nhấn đòn xuống đất. Dù vậy thì Sengoku vẫn thể hiện được mình là một người lính hải quân có công lý riêng biệt. Ông không bị cuốn theo cái hành động bị ngã của Gap. Chính các quyết định của Sengoku đã tạo ra sự đối nghịch với Gap trong các vấn đề sống còn của hai người học trò mà họ yêu quý. Còn nhớ nhiều năm trước, sau khi gia đình Don Quixote Homan bị giết hại, Rocinante đã gặp Sengoku và được nhận nuôi. Anh ta được giúp đỡ trở thành hải quân và gia nhập tổ chức SWORD. Rocinante sau đó thâm nhập vào trong bang Doflamingo vì họ là anh em với nhau. Nhưng mục đích thật sự để điều tra các hoạt động phi pháp của bang hải tặc Don Quixote, những móc nối của chúng với thế giới ngầm. Chính sự phó mặc của Sengoku cho số phận của Rocinante không can thiệp đến những hành động của anh ta, đặc biệt nhất là việc dạy cô lò. Nó đã khiến cho Sengoku phải mất đi mãi mãi một người học trò mà ông ta xem như là con trai. Còn về phía của Gap, ông yêu quý Kobe cùng với các hải quân trẻ tuổi khác, kỳ vọng họ sẽ là tương lai của hải quân. Tinh thần của Kobe được Gap tiếp nhận. Khi mà ông hay tin Kobe bị bắt thì không tiếc gì cái mạng của mình mà giải cứu cho cậu ta. Hãy xét về bối cảnh, chính phủ đang triệu tập một lượng lớn tàu chiến để hết để chấn áp sự phản kháng của tiến sĩ Vegaban. Gap lại đưa một lượng binh lính để tấn công tứ hoàng khác, một trong những điều bị cho là cấm kỵ của hải quân. Như đó cũng thấy được sự khác biệt lớn về tư tưởng của hai nhà lãnh đạo hải quân này. Mỗi người có một chí hướng khác nhau, Gap thiên về hướng nhân đạo chính nghĩa, còn Sengoku công lý mới là chính nghĩa. Có lẽ việc Gap đưa tin mất tích trên báo chí gần đây là một cú sốc rất lớn cho nhà Sengoku. Ông không thể nào tưởng tượng nổi người bạn già của mình vì một nhóm hải quân toàn bình mà đánh đổi cả tính mạng, danh hiệu anh hùng hải quân, bất chấp việc bị sa thải. Điều mà Sengoku có ngủ cũng không bao giờ mơ tới mình bị như vậy. Bởi vì Sengoku thích lập chiến công để khẳng định tên tuổi. Một khi đã về vườn thì chuyện thiên hạ có ra sao cũng chẳng màng đến mình để làm gì. Có nhiều bạn hỏi rằng liệu Sengoku có đi tìm để cứu Gap hay không. Mình tìm được một số dữ liệu để trả lời như sau. Ở chapter 1116 thì Sengoku còn xuất hiện động phản ứng trước tuyên bố của Vegaban về sự thật của thế giới. Ông đang đi trên con tàu của mình với bà Chiru. Sengoku căng thẳng đến mức nhét bánh gạo ngập hết cả mồm của mình mà không chịu dừng lại, phải để bà Chiru cây ngăn. Điểm này cho thấy Sengoku đang trong trạng thái lo lắng tột độ. Giờ đây ông ta hiện không biết mình đang phải làm gì, ăn còn không làm chủ được kia mà. Gấp mất tích ở Hachinosu, cứ đi của đầu đèn. Và theo bản tính của mình thì Sengoku sẽ không can thiệp vào những chuyện như vậy. Thứ nhất, nó không phải là việc có lợi cho bản thân của ông ta. Dựa trên bản tính thì thường ông làm việc với tham vọng cá nhân, trách nhiệm nhiều hơn là vì sự nhân đạo. Thứ hai, hiện giờ Sengoku cũng đã quá già, bản thân không thể nào chống lại một lực lượng như ông vỡ tổ ở Hachinosu, bất kể có bà chưa rơi đi nữa. Nếu như mà cả hai đến đó thì chẳng khác nào là hai miếng thịt heo béo bở cho rau đen kẹp thêm vào trong cái bánh trưng là Gap có sẵn mà thôi. Và mình cho rằng Gap có một khả năng nào đó vẫn sống sót sau các sự kiện này, bởi vì ông là một người có liên quan mật thiết đến các bí mật của WCBS và cả Sengoku cũng vậy. Ở chapter 957 thì Sengoku đã kể lại cho các sĩ quan trẻ tuổi nghe với giai đoạn 38 năm trước, thời kỳ mà Rock đã phạm phải những điều cấm kỵ của thế giới. Vậy thì ai sẽ là người cứu Gap đây? Ở phần tiếp theo thì mình sẽ giải đáp nha. One Piece chapter 1088 là dấu mốc hoang mang nhất của tất cả những người hâm mộ. Sau khi họ được chứng kiến sức mạnh hoang dã của Gap thì lại đón nhận một tin rất sốc. Anh hùng hải quân Gap đã mất tích trong trận công phá Hachinosu. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Gap? Có rất nhiều chi tiết mà chúng ta đã bỏ lỡ. Bởi theo những gì được thấy, tác giả Oda luôn luôn khắc họa một cái chết rất rõ ràng để xác nhận tình trạng của một nhân vật, điển hình như Rô Trắng hay Roger. Còn như cái tên Guernica trong trận chiến Wano, sau khi dính một cú đâm cùng với rất nhiều thương tích bị Red gây ra, hắn ta chạy lên trên đỉnh sọ khiến cho Luffy bị đập một chì. Rồi cũng đến lượt hắn đứng nhận đòn bá vương chì của Kaido không phản kháng. Lúc này đa số người xem đã có một kết quả duy nhất dành cho hắn, đó chính là cái chết. Kết quả thì sao? Guernica vẫn còn sống để có thể chụp được bức ảnh ghi năm của Luffy gửi về cho tộc soạn liều bá Morgan, để tin tức về Nika lan truyền khắp mọi nơi mà chính phủ không thể nào kiểm soát nổi. Có phải mọi thứ là hết sức bất ngờ hay không? Thì phải gặp, tác giả Oda không khắc họa cái chết của anh hùng hải quân một cách rõ nét.
để cho thấy được ở khung tranh cuối cùng chapter 1088, Gump nằm dưới mặt đất với đầy thương tích do Kuzan gây ra, một thanh kiếm băng cắm qua người của thầy ông nội. Gump không có một sự hy sinh nào hào hùng như Roy Trắng hay ảnh hưởng thời đại như Roger, nên mình dám chắc chắn rằng Gump chưa chết tại Hachinosu, mà người cứu Gump lại là một nhân vật rất bất ngờ. Các bạn nghĩ lại, hãy bình luận cái tên đó ở dưới video này nha. Đầu tiên thì chúng ta cần phải thấy được Gump là một thế lực trung tâm giữa hải tặc và hải quân. Ông là người dẫn đầu tổ chức SWORD cùng với lại Sengoku. Kuzan cho biết rằng SWORD bao gồm những thành viên đã nộp đơn sẵn từ chức trong hải quân, nhưng mà lá đơn này chưa được duyệt bởi vì thủy sư đô đốc hiện tại là IKN, còn trước đó thì là Sengoku. Với lá đơn từ chức này, những người lính hải quân có thể tham chiến chống lại Tử Hoàng. Nếu họ gây ra bất kỳ hệ lụy xấu nào, điển hình như bị giết chết bởi Tử Hoàng, thì hải quân sẽ duyệt đơn để họ không ảnh hưởng đến chính phủ. Bởi luật lệ của chính phủ đưa ra là không cho hải quân tự ý tấn công Tử Hoàng khi chưa có lệnh. Hoặc cả khi mà Tử Hoàng đang bắt cóc Kobe, hắn ta muốn lợi dụng danh tiếng anh hùng của Kobe để chính phủ công nhận Hachinosu là một quốc gia liên kết, thì đáng tiếc Kobe cũng đã nộp đơn sẵn nên sẽ không bị ảnh hưởng. Tức là chỉ khi nào có trường hợp xấu xảy ra thì họ mới không còn dính dáng đến hải quân. Nhóm Kobe Rush sau khi thoát khỏi Hachinosu vẫn còn là những người lính vì công lý của hải quân. Nhưng cái giá phải trả cho vụ này là Gáp đến nằm đại đó, rồi nhận được tin báo rằng tình trạng không rõ ràng. Nhiều bạn đã cho rằng Kobe là một báo thủ, vì chính cậu ta là người đã khiến cho Gáp gặp đại nạn khi tấn công hang ổ hải tặc của Tử Hoàng Rau Đen. Tác giả Oda đã đưa ra một dữ liệu rất thuyết phục cho trận chiến ở Amazon Lily nổ ra. Rau Đen đột trái, quỷ Miro thất bại, hắn đã chuyển đổi mục tiêu sang 800 người lính hải quân cùng với một chiến hạm. Phó đô đốc Yamakaze không thuộc tổ chức SWORD, tuân theo luật lệ của chính phủ không tấn công Rau Đen để cứu những người khác, trơ mắt đứng nhìn họ bị Rau Đen bắt đi. Chỉ có Kobe là dũng cảm đánh đổi danh hiệu, chức vụ và cả tương lai của mình để cứu 800 người lính đó. Nếu so với Kuma, người đã cứu khoảng 500 người tại biến cố God Valley, thì có lẽ Kobe đã làm được nhiều hơn với con số là 800. Cậu ta xứng đáng là một người hùng, ít nhất là trong mắt của 800 người lính hải quân đó. Và ngoài ra thì chúng ta còn có một biến cố khác chưa được mô tả chi tiết là cạn Rocky. Tại sự cố này, Kobe đã cứu rất nhiều người dân vô tội, cùng với các hành động rất dũng cảm khác nên được phong danh hiệu là anh hùng. Kobe chấp nhận tất cả, thậm chí là mạng sống trong tay của Rau Đen. Vậy thì thử hỏi Kobe, có phải là nguyên nhân khiến Gáp nằm lại một cách sâu xa hay không? Dĩ nhiên Gáp có thể không đi giải cứu Kobe, vì chuyện đó không cần thiết. Ông có thể bảo vệ những người khác bằng sức mạnh của mình, không cần cứu một người lính trẻ trong hàng triệu hải quân trẻ để làm gì. Lý do lớn nhất, ông xem Kobe là tương lai của hải quân. Trong đoạn hồi tưởng thì cậu ta đã không ngừng luyện tập thể lực và kỹ năng chiến đấu để trở nên mạnh mẽ hơn. Rõ ràng thì Kobe ban đầu xuất hiện là một cậu bé béo ú, vô dụng. Cậu chấp nhận số phận của mình trên tàu của Alphida, nịnh nọt mụ, chỉ đổi lại được sống tiếp. Nhờ lúc phi mà Kobe mới có động lực, can đảm trở thành một người lính hải quân, rồi thực hiện lý tưởng công lý của bản thân, đó là cả ước mơ của Kobe. Nhưng con đường để thực hiện hóa lý tưởng đó, Kobe phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả máu trên thao trường. Ngồi giờ học cùng với Gáp và những giáo viên khác, Kobe còn lủi thủi luyện tập sức mạnh, đấm vào bao két chiến hạm là thứ để giúp Kobe kiên nhẫn hơn, hùng mạnh hơn như cách mà Gáp hay là Kuzan đã làm. Kuzan được xem là một người học trò ưu tú của Gáp, nhưng tư tưởng hiện tại của ông ta đang đi khác với mong muốn của Gáp. Còn Kobe thì lại khác, cậu chấp nhận hy sinh để bảo vệ những người dân vô tội, chứ không vì công lý cá nhân của mình mà mặc kệ những người khác. Và xét cho cùng thì Kobe chính là một mẫu anh hùng lý tưởng, nhưng sức mạnh khi đó còn quá nông kém để so bì với các thế lực lớn mạnh như là Tử Hoàng, dẫn đến bị người hâm mộ gọi là báo thủ trong trường hợp đã hy sinh những gì mình có thể. Điều đáng trách là Kobe không phát triển được sức mạnh đột phá như Luffy, bởi xuất phát điểm của cậu ta là một thằng nhóc yếu đuối và kém cỏi, không phải là con ông cháu cha có tố chất bá vương. Mọi thứ là đi từ nỗ lực và nỗ lực gấp hàng trăm lần một người bình thường. Giờ thì Kobe cũng đã chứng tỏ được những nỗ lực của mình đã có hiệu quả. Một cú đấm phá vỡ cánh tay khổng lồ do khả năng đồng hóa đạo của Apollo Pizarro tạo ra, nó được xem là bước tiến vượt bậc để Kobe trở thành một biểu tượng của công lý của One Piece trong giai đoạn tiếp theo, xứng đáng với sự kỳ vọng và hy sinh của Gap. À, mình quên mất rằng Gap vẫn chưa hy sinh. Ông hiện tại đã được một người khác giải cứu, một năng lực rất đặc biệt mà chính kẻ này cũng đã thoát chết một lần trước đó. Và các bạn có đoán ra là ai hay chưa? Kẻ này cũng từng dính dáng đến Kobe, cụ Thất Vũ Hải, Gecko Moria. Bạn nghĩ rằng hắn ta yếu hay rất độ bình thường với sức mạnh của mình ư? Mình tin rằng chúng ta chỉ đang đánh giá về một trận chiến duy nhất giữa Luffy và Gecko Moria. Nếu Luffy không tận dụng sức mạnh từ 100 cái bóng để đánh bại Oa, thì băng mũ rơm có thể không vượt qua được Acrylabat. Gecko Moria thậm chí còn cảnh báo Luffy rằng một khi đã bước vào tân thế giới thì Luffy sẽ chỉ mất đi tất cả nếu như chưa sẵn sàng, vì thuộc hạ của hắn ta cũng đã mất đi như thế trong nhiều năm qua. Đừng quên Gecko Moria đã từng chiến đấu với Tứ Hoàng Kaido ở Wano. Mặc dù trận chiến này thất bại, nhưng hắn lại có một chiến thuật khác khi mà tẩu thoát. Ít nhất hắn cũng lấy được xét của thần kiếm Ryoma và thanh hắc kiếm Thu Thủy. Gecko Moria mang phong cách chiến đấu của một kẻ lười biếng,
Thường không chiến đấu dựa trên năng lực của bản thân mà nhờ vào sức mạnh của kẻ khác. Đó là lý do vì sao mà hắn thường nằm ngửa để những cái bóng chiến đấu, còn mình thì mở miệng cười như một thằng điên. Hắn còn là một chiến lược gia cực kỳ tốt, người có khả năng đánh bại tư duy của Robin trong trận chiến đối đầu trực diện để lấy bóng của cô ấy trong chapter 477. Trong khi Robin là người rất thông minh thì chuyện Gekko Moria quá mặt thật là khó tin đúng không nào? Vì vậy nên đừng đánh giá thấp Gekko Moria chỉ thông qua một trận chiến của hắn và bằng nhân vật chính. Vì sao mình lại nghĩ Moria là người cứu gáp? Bởi hắn đến ở Kobe, hoặc căng hơn là hắn cầm ghét râu đen. Gekko Moria là người có nhân cách xấu xa, nhưng hắn lại cực kỳ quý trọng đồng đội của mình. Có khi họ chết đi thì hắn vẫn cố gắng hồi sinh như là Absalom. Perona là thuộc hạ trung thành nhất của Gekko Moria. Cô ấy sẵn sàng từ bỏ cuộc sống vui vẻ bên Mihawk để đi tìm ông chủ cũ của mình, dù cho hắn ta đang bị chính phủ săn lùng gắt gao. Để có được một thuộc hạ trung thành thì thuyền trưởng phải là một người tuyệt vời ở trong bang của mình. Nhân cách của Moria có thể xấu xa với những người khác, nhưng không bao giờ tội bẹt với đồng đội. Đừng quên rằng sau khi Absalom bị băng râu đen bắt đi, Gekko Moria đã luôn đi tìm ông ta, dù cho có phải đến hang ổ của râu đen là Hachinosu. Đáng tiếc là Absalom đã bị Serer giết chết, đổ trái quỷ tàng hình Suke Tsukenomi. Hành động tìm đồng đội của Moria đã khiến hắn ta bị râu đen tấn công và yêu cầu quy hàng dưới trướng. Kết quả không như mong đợi của râu đen. Gekko Moria từ chối rồi bị bắt giam trong nhà ngục đặc biệt sâu hơn cả Kobe. Perona đã tìm ông chủ, theo dấu vết đến Hachinosu, đột nhập vào trong nhà tù gặp Kobe. Cô ấy đưa ra thỏa thuận sẽ thả Kobe nếu như cậu ta đồng ý giúp tìm ông chủ. Kết quả là Kobe sẽ cứu các tù nhân khác, thực hiện một cuộc náo loạn để cho Perona và sâu hơn cứu Gekko Moria lúc những hải tặc canh giữ nhà tù không chú ý. Sự kiện này diễn ra song song với cuộc chiến của Gap và băng râu đen tại đây. Để đánh bại được Gap thì Kazan cùng những chỉ huy cấp cao của băng tứ hoàng râu đen phải dính rất nhiều thương tích và thậm chí chúng không còn đủ sức để truy đuổi theo nhóm Kobe rời khỏi Hachinosu. Kuzan cũng đã khống chế Gap bằng một thanh kiếm băng trước mặt của những người khác. Đồng nghĩa ít nhất, Kuzan sẽ đảm bảo rằng Gap còn sống. Những việc thả Gap đi là không thể nào. Giờ thì chúng ta sẽ lật lại một dữ liệu cực kỳ quan trọng trước đó, sau trận chiến thượng đỉnh. Doflamingo được quan chức cấp cao, cử đi thủ tiêu Gekko Moria cùng các Pacifista. Chúng ta đã thấy được hắn ta bất lực ngã khuỵu dưới mặt đất. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì hắn ta đã trốn thoát khỏi nanh vuốt tử thần trong tức khắc, làm Doflamingo không hoàn thành nhiệm vụ rồi bị trách mắng. Và từ đây chúng ta tin được rằng với khả năng vi diệu này, cùng với mối thù mà chính phủ đã cử Doflamingo thủ tiêu mình, rồi các băng râu đen đã giết đồng đội của hắn, Gekko Moria sẽ không dễ dàng gì để râu đen bắt gáp rồi thực hiện các mưu đồ xấu xa. Hắn ta sẽ cùng Perona, năng lực của trái Horo làm tan biến ý chế kẻ thù, giúp họ tiếp cận và giải cứu Gap thành công rồi biến mất sau đó. Cho nên người dân chuyện đã tuyên bố rằng tình trạng của Gap lúc này là không rõ sau biến cố Hachinosu. Chứ còn nếu như Gap hy sinh hoặc là tù nhân ở đây thì quá đơn giản để kết luận. Chỉ có một khả năng duy nhất là Gap đã biến mất cùng với người giải cứu bất đắc dĩ mang tên Gekko Moria. Mình tin rằng Moria sau biến cố này với băng râu đen, hắn ta cũng có đồng đội Perona ở cùng với Mihawk thời gian dài. Cả hai cũng từng làm việc trong Tháp Vũ Hải, nên Gekko Moria sẽ gia nhập vào tổ chức Rock Guild. Còn việc Gap có bị biến thành phần thưởng tại Rock Guild hay không thì mình chưa chắc, bởi vì Mihawk và Gap có một mối quan hệ đặc biệt khi họ còn làm việc chung với nhau như biển La Action đã tiết lộ. Gap sẽ trở lại với một thế lực khác, bởi ông sau biến cố với băng râu đen, đơn từ chức của ông sẽ được phơi diệt. Và giờ đây, ông không còn là hải quân nữa rồi. Trên đây là tất cả những gì mình muốn gửi đến cho các bạn ở trong video này. Nếu có bất cứ thắc mắc nào khác, hãy cứ bình luận dưới video mình sẽ giải đáp nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau.